Máy được thiết kế tay cầm sắt tròn có bọc ốp tai nhựa và bánh xe cao su đặc giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng và giảm nhẹ được trọng lượng. Máy được trang bị 16 dao băng inox, một dao thái hai lưỡi thép rèn công nghiệp, được sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế chính hãng của công ty Tekyo. Motor điện một pha toàn phát 3 kW 4 HP, tốc độ 2900 vòng trên phút, bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1, nếu lỗi do nhà sản xuất. Và đây là thành quả của chuối, rất nhỏ, đều, mịn và không chảy nước.